Ôi biết vậy đánh này cũng thua. Cũng gì chia đi chị. À, bây giờ đây MV hát đi về mở lại coi. Bài gì đây, bài gì đây? Vô. Bỏ đi. Em quay lại làm cái MV nhẹ nhẹ. Vô rồi. Hát đi làm MV. Hát đi về tao làm clip. Bỏ cái giống như không, bắt đầu không rồi. Vô. Không, con bé nó đứng giống như Diệu Nhi vậy đó. Không, em thấy cái bài gì chị? Ai thuộc rồi thì khỏi cần. Mở cái bài các nữ hát được ha. Đó, để xong ca năm lữ đi. Bài gì xong ca? Tao giả một cái tao cũng bị vô cái đường vào tim em rồi cái xong cái xong ca lam lữ. Sao nè, kiếm bài gì lam lũ cái nè. Bài gì? Yes I do hả? Rớt nước mình. Trời, nó nghĩ giọng nó cao bằng Bùi Anh Tuấn mà nó nghĩ giọng hai con này bằng Hiền Hồ. Em mới bị hát bài đó bể một lần mà nó chưa tở. Thiệt luôn á. Tháng tư là lời nói dối nè. Chắc có lữ hả? Bài gì đấy? Ai nhất vậy? Khỏi cần Nguyên cứ chia Nguyên nhất đi. Đó, thêm con xì nữa xì dách. Thôi, dần non 16. Xong ca. À, con đừng xì em đi sầu tím thiệp hồng. Ủa sao tự nhiên nhớ cô Hồng vậy? Mình không có ta. Bài gì? Chốt đi mọi người. Bài gì cũng được á, bài gì cũng không biết. Có bài gì cũng được không? Nãy giờ nó lên đàn thơ không à? Ê, cái khúc em hỏi ai là đàn thơ mà chị kêu yeah cái rồi. Em vô liền. Yeah, cái em không là đàn thơ. Hát bài gì vậy? Thì nó không chốt được luôn á. Đi bài mới nãy đi. Đánh lẹ đi nè. Ban ba nè. Cho nó biết thế nào là lễ hội đi tụi mình. Ban heo đi. Thì có, mà tại không thích đánh. Mình đánh 3 đi. Tới luôn. À, em có 3 con, thua nha. Đi. Đi 4.